Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khát vọng cuộc sống. Chúng tôi, những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây bình an trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống này, chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu lần được và mất. Được nhiều khi khiến chúng ta vui sướng, thích thú, còn mất lại khiến chúng ta thật đau lòng. Được và mất nhẹ tựa khói sương, đến rồi lại đi, hết thảy đều chỉ là những xoay vần của chốn thực tại. Phải sống làm sao để trước được mất, chúng ta vẫn giữ một thái độ lạc quan, tự tại. Khát vọng cuộc sống xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, con người sống trong thế gian đầy xô bồ thì được và mất với họ dường như đã khác xa với hàm nghĩa với cổ nhân. Cổ nhân xưa sống thuận theo đạo lý của đất trời. Họ hiểu rằng có mất thì mới có được. Vạn sự vạn vật hay cuộc sống của chính mình cũng vậy. Cổ nhân thấu hiểu đạo lý nên tâm thái thành thơi. Còn chúng ta ngày nay coi trọng cái được, cái lợi ích thiết thân mà không muốn mất đi bất kể thứ gì. Bạn muốn có một công việc có thu nhập tốt thì đồng nghĩa với việc bạn phải lao động nhiều hơn. Bạn muốn ra trường với tấm bằng giỏi thì bạn phải cố gắng học tập tốt. Nếu không được như ý thì họ than phiền, đau khổ. Nếu được những lợi ích thì họ hoan hỷ, vui vẻ, tán thưởng mãi không thôi. Chúng ta sống trên đời này cứ mãi mệt mỏi và quay cuồng với những thứ lợi ích thiết thân. Chúng ta có thể được thêm chút tiền, có thêm những tiện nghi hào nhoáng, nhưng do làm việc quá sức khiến sức khỏe chúng ta lại suy kiệt. Vậy có đáng không? Có người vì cái được về tiền bạc mà tham gia vào các sự vụ làm ăn, đến quên cả người thân và bạn bè, tối ngày quay cuồng với công việc, rồi họ đánh mất hạnh phúc. Vậy cái mất, sự trả giá đó có phải là quá lớn hay không? Có cô gái trẻ vì mất đi tình yêu mà mất hết lý trí, muốn đánh mất cả mạng sống của mình. Cánh cửa đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Mọi chuyện cũng là còn duyên nợ. Tại sao lại phải vì những điều nhỏ bé mà khiến cha mẹ già phải lo lắng? Rồi có người cũng vì cơm áo gạo tiền mà đánh mất lương tri, làm hàng giả, hàng nhái, hại người nhưng lại hại cả chính mình. Đắc được chút xíu tiền bạc nhưng lại tổn thất mất bao nhiêu phúc đức. Đời này trả nghiệp không hết, lại còn khiến con cháu phải gánh tội nghiệp. Cái mất ấy là quá lớn mà không gì có thể bù đắp được. Con người sống nơi thế gian quan trọng ở cái tâm. Khi tâm luôn bị danh lợi chi phối, người ta sẽ vì có lợi mới vui, mất lợi sẽ buồn phiền, đau khổ. Nhưng hãy có được tất có mất, đó là cái lý của thế gian. Vì thế, cùng với vui vẻ khi được, con người cũng cần học cách chấp nhận khi mất. Cuộc đời con người qua đi thật không khác gì một vở kịch. Khi quay đầu ngoảnh nhìn lại, người ta mới thấy thành bại chỉ là hư ảo. Công danh lợi lộc cũng thành mây, thành khói. Cho dù là đế vương hay thảo dân, dù là anh hùng hay kẻ nhu nhược, khi mất đi, cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất mà thôi. Ngay cả những dấu tích hoành tráng và hào hùng cuối cùng cũng trở thành tro bụi trên dòng sông lịch sử. Vậy phải sống làm sao để trước được và mất ta vẫn có tâm thái ung dung, đi đúng theo đạo lý của trời đất? Kỳ thực, Phật gia quan niệm rằng giữa được và mất hết thảy đều có nguyên do của nó. Bạn có được thứ này vì có thể đời trước bạn đã được đại đức, hành nhiều việc thiện, có duyên với sự vật, sự việc đó. Hoặc kiếp này bạn cũng phó xuất làm việc tốt. Trong mệnh có thì đương nhiên nó sẽ đến một cách nhẹ nhàng. Làm việc mà cố gắng nỗ lực hết sức, tâm thái hết thảy là vui vẻ, tự tại, không buồn vui với kết quả có được. Bởi họ hiểu mọi chuyện đã được an bài. Danh lợi tình, những thứ ấy là của thế gian đầy mộng ảo. Nó cũng như những hạt cát mà ta chẳng có cách nào nắm được chúng. Xòe tay ra là chúng hết thảy đều mất đi. Đối với những người giác ngộ thì cái mất ở đây còn là mất đi những dục vọng, những truy cầu, lòng tham lam và nhiều những chủng tâm xấu xa cũng cần phải bị loại bỏ. Mất những thứ xấu đó rồi, con người mới đạt được sự thăng hoa trong tâm hồn, sự thăng bằng trong cảm xúc.
để chẳng còn bi thương trước những được mất nhỏ nhoi hay danh lợi của thế gian này. Chương trình của chúng tôi đến đây xin phép tạm dừng. Quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi chia sẻ những video ý nghĩa này đến cho những người thân và bạn bè của mình. Quý vị và các bạn hãy cùng đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Khát Vọng Cuộc Sống. Hãy để lại ý kiến của quý vị và các bạn trong phần bình luận để giúp chương trình của chúng tôi ngày càng tốt hơn. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào 20:30 tối thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.